Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình tiếp tục làm video cho các bạn. Và hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách để mà thay cái khóa quần của cái quần jean nha các bạn. Nè, các bạn nhìn thấy không? Mà đa số cái quần mình mặc về một thời gian thì nó sẽ bị tuột cái khóa như thế này. Mình có thể sửa cái đầu này lại được. Nhưng mà cái trường hợp này các bạn nhìn thấy không nè? Nó đã bị gãy luôn cái găng rồi nên mình không thể gắn cái đầu này được, nên mình phải thay luôn cộng dây kéo mới. Bây giờ mình tiến hành làm nha. Trước tiên thì mình sẽ tháo cái này ra. Đây. Dùng cái dao để tháo nha các bạn. Tùy theo mỗi người mỗi cách tháo khác nhau thôi. Bạn nào quen dùng lưỡi lam á, tháo cũng được, mà có cái cây tháo cũng được. Mình nó cho quen dùng dao rồi, tháo cũng lẹ lắm. Canh cho kỹ để mất công tháo về cũng dễ bị gắt lắm nha các bạn. Ok, mình đã tháo ra xong rồi nha các bạn. Đây mình sẽ dùng một cọng dây kéo như thế này để mà thay vào. Các bạn mua dây kéo để thay vào thì chọn cái loại dây kéo nào, các bạn nhìn thấy không? Gân thao như thế này nè. Nó rất là chắc chắn. Còn cái này là cái dây kéo nó may sẵn cho cái quần này, các bạn nhìn thấy không? Rất là mỏng manh luôn, so với cái này nó bé hơn nhiều. Đây. Rồi mình sẽ đo cho mình cắt cho nó bằng nhé các bạn. Rồi, bây giờ mình bắt đầu may vào đây. Đây, mình sẽ may bên đây trước. Mỗi người có một cách may khác nhau. Mình thì mình quen may bên đây trước nè bạn. Đây, bỏ vào như thế này. Mình sẽ đạp chỉ đây qua đây, và đây xuống đây. Mình bắt đầu may đây. Tiến hành nha. Cái này thì mình làm quen rồi thì nó cũng không lâu gì mấy đâu các bạn. Cũng tầm khoảng nhưng mà tháo và may trong chắc khoảng cũng 10-15 phút gì là cũng xong. Cái nơi mà dạy như thế này cũng trường hợp gãy kim thì mình nên lần quay như thế này. Mình đừng có đạp trực tiếp, nó dễ gãy kim lắm nha các bạn. Những nơi dày như thế này, mình nên quay mu lăng cho nó qua cái chỗ dày, mình nó mai sẽ chắc chắn ăn hơn, để đỡ tốn bị cái kim. Một cái kim là cũng mua hết mấy nghìn.
sang một bên này nha các bạn. Đây. Đây mình sẽ may. Tiếp theo là mình sẽ kéo cộng dây kéo lên như thế này. Đây. Này các bạn để trong này nha, kéo cho thẳng lên. Nhìn nút như thế này. Ta lộng lại bề trong. Rồi mình nắm cái này cho thẳng nè, cho cái này. Cho nó ngay. Rồi mình sẽ đập như thế này. Qua. Mai cộng dây kéo vào. Cái này nó cũng có mấy bước cực kỳ đơn giản các bạn. Mình làm quen rồi thì nó cũng đơn giản. Đây. Xong hợp. Sau đó mình sẽ kéo này xuống. Đây. Chồng vào đây. Mình sẽ may bên đây qua nha bạn. May đây qua. Ở đây qua đạp hai đường này xuống. Này cũng nơi này cũng khá là dày. Cái máy của bạn nào yếu thì mình cũng làm giống như mình vậy. Chỉnh chỉ hơi thưa gan tí nha các bạn. Mình may kim số 18 nhưng mà nó cũng còn cái cứng đó nè. Gần như thế này thì chắc ăn vì gãy chim. Không, mình mới tiếp tục may cái đường từ trên đây xuống theo cái đường cũ này các bạn. Bạn may càng ngay đường cũ thì nó sẽ càng đẹp. Mai gần xuống tới đây thì chúng ta nên kéo cái khóa này lên. Đấy nha. Đây. Dùng ngược trở lại. Cái dọc này các bạn càng theo ngay chỉ thì nó đường cũ của nó cũng sẽ càng đẹp. Lại nói đó là mối gió chắc nha. Hai coi như hoàn thành khoảng 90% rồi đó. Tiếp sau đây là mình sẽ đạp lại cái đường chỉ này đó nha các bạn. Đây. Mình sẽ chạy lại hai cái đường chỉ này lại cho nó chắc. Khi nãy mình tháo ra nó
đi giục mối rồi đó. Hay là cho nó y như cũ của nó. Khúc này nó rất là dày nha các bạn. Mình nên lần vô lăng cho nó chắc ăn không bị gãy kim của mình. Ok. Rồi. Bây giờ còn bước cuối cùng là mình sẽ chạy lên con bọ ngay chỗ này nha các bạn. Đây, y như cũ của người ta. Cũng khá cái gì vậy thôi cũng được rồi. Ok xong đây các bạn nhìn này, nó chắc chắn luôn thấy không đây. Đây chúng ta đẹp luôn này các bạn nhìn thấy không. Rồi rồi, mình vừa chia sẻ với các bạn cách để thay một cái khóa quân zin nha các bạn. Đấy. Rồi ok. Và cái tiệm của mình thì nằm ở chợ Bách Hóa quân zin Thượng tỉnh Kiên Giang nha các bạn. Ai nào có nhu cầu số quần áo thì hãy đến trực tiếp gặp mình cũng được. Hoặc là có thể gửi xuống mình làm cho các bạn cũng được luôn. Và video của mình đến đây là hết nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ, nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Chào tạm biệt các bạn.